Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu tàu cho nền kinh tế cả nước. Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương tọa lạc tại số 161-165 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là một đơn vị đào tạo nghề có bề dày truyền thống và uy tín, có thương hiệu trên cả nước trong đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực lao động kỹ thuật cao cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, 35 năm hội nhập và phát triển. Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, tiền thân là Trung tâm dạy nghề quận 5, được thành lập năm 1985. Đến năm 2002, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép nâng cấp thành trường kỹ thuật công nghệ Hùng Vương. Năm 2007, căn cứ vào luật dạy nghề và được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 5 tháng 6 năm 2007, trường kỹ thuật công nghệ Hùng Vương được đổi tên thành Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay có trên 100 cán bộ, công nhân viên và giáo viên cơ hữu thỉnh giảng công tác và giảng dạy ở 5 phòng chức năng, 8 khoa chuyên môn, 1 bộ môn và 1 trung tâm. Với chặng đường hoạt động và không ngừng phát triển, trường đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Những thành tích đó đã được thành phố và nhà nước ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận 5. Giữ vững và phát triển thương hiệu Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương là một nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo nhà trường. Để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng đúng yêu cầu của xã hội về 4 nhóm ngành kỹ thuật, Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, trau dồi và tìm tòi về máy móc trang thiết bị hiện đại, tận dụng các nguồn từ quốc gia, thành phố và quận để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Học sinh của nhà trường thì ngoài việc được học trực tiếp trên máy móc trang thiết bị, còn được nhà trường trang bị về trình độ, kỹ năng ứng xử, tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của thành phố và của cả nước. Trên địa bàn thành phố tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp có bề dày truyền thống. Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương chọn cho mình một lối đi riêng là tập trung đào tạo các ngành nghề kỹ thuật công nghệ thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố Hồ Chí Minh theo cấp các trình độ từ dạy nghề thường xuyên sơ cấp đến trung cấp. Cấp trình độ trung cấp, nhà trường đào tạo tập trung ở 11 nghề công nghệ cao gồm cơ điện tử, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, thiết kế trang web, thiết kế đồ họa, quản trị mạng máy tính, kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, điện tử công nghiệp, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí. Nhằm cung cấp hơn 500 lao động kỹ thuật một năm cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp ở cấp trình độ đào tạo này, người học có thể liên thông cao đẳng đại học tùy theo nhu cầu học tập và nâng cao trình độ của học sinh sau tốt nghiệp. Ở cấp trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là một trong những thế mạnh nổi bật của Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương từ năm 1985 đến nay, với quy mô đào tạo trên 10.000 học viên một năm, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp và chiến lược phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, nhà trường đã đào tạo với hơn 226 chương trình dạy nghề ngắn hạn, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên, tập trung ở 22 nhóm nghề từ lĩnh vực kỹ thuật đến dịch vụ, đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo lái xe thu hút trên 10.000 lượt học viên đến học tập mỗi năm, là một trong top các trường có số học viên tham gia học tập và nâng cao trình độ trong số các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Tuy chỉ là một trường trung cấp nghề, song được sự quan tâm đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 5 và sự tác động sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo nhà trường trong việc tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và sự tín nhiệm của các tổ chức quốc tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương pháp giảng dạy, quy trình quản lý đào tạo của Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương luôn được cập nhật, cải tiến theo hướng tiếp cận công nghệ sản xuất hiện đại với các thiết bị thực hành tiên tiến của thế giới. Từ nguồn ngân sách trung ương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp thông qua chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động từ năm 2015 đến nay là 24 tỷ đồng đầu tư cho 7 nghề trọng điểm theo quyết định số 1836
ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành nghề trọng điểm. Trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Tiếp nhận và đưa vào sử dụng thiết bị từ dự án tăng cường kỹ năng nghề 82 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Châu Á do chính phủ tài trợ cho trường đầu tư cho 3 nghề trọng điểm theo quyết định số 699 ngày 7 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án tăng cường kỹ năng nghề và quyết định số 539 ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án tăng cường kỹ năng nghề, đầu tư phát triển trường thành trường chất lượng cao theo quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 với giá trị tổng mức đầu tư là 170 tỷ 599 triệu đồng. Trường nằm trên địa bàn trung tâm của thành phố, tiếp giáp với các quận 4, 6, 8, 10 và là đầu mối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là đặc điểm địa lý hết sức thuận lợi trong công tác tuyển sinh, đào tạo của nhà trường cũng như các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng học sinh của trường sau khi tốt nghiệp. Với địa bàn tuyển sinh trên cả nước, mỗi năm nhà trường tuyển sinh trên 800 học sinh, vượt chỉ tiêu của nhà trường do Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao, đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở. Sau 2 đến 3 năm học tập, học sinh hệ trung cấp được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề, tiếp cận trình độ kỹ năng nghề của các nước ASEAN và thế giới thông qua các chương trình thực hành đề thi kỹ năng nghề. Với phương châm đào tạo của Phòng Quản trị Cơ khí là lấy học sinh làm trung tâm, bên cạnh là học sinh vững về kiến thức kỹ năng thì Phòng Quản trị Cơ khí rất là quan tâm tới vấn đề là cái tác phong công nghiệp cũng như là cái thái độ của học sinh. Chính vì điều này thì từ năm 2014 tới nay, các em học sinh của Phòng Quản trị Cơ khí là ngoài vững về chuyên môn, ngoài ra thì các em còn có những cái tác phong làm việc được các doanh nghiệp đánh giá rất là cao. Bên cạnh các em học giỏi về kỹ năng nghề thì các em còn tham gia các cái hội thi kỹ năng nghề từ cấp thành phố cho tới quốc gia và khu vực ASEAN. Với mục tiêu đào tạo là trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đạt được làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào công việc, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp. Vì vậy, cấu trúc chương trình đào tạo của trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương chú trọng rèn luyện khả năng thực hành cho học sinh với 30% thời lượng học tập lý thuyết, 70% thực hành. Ngoài việc học tập tại các cơ sở của nhà trường, học sinh được tham gia học tập tìm hiểu thực tế tại những doanh nghiệp liên kết đào tạo với nhà trường. Đối với mình là một cái vị trí đứng ở vị trí của một cái nhà tuyển dụng thì mình cần cái người lao động họ khi mà họ ra trường họ làm thì họ biết được cái gì? Cái điều thứ nhất là họ biết được cách sử dụng cái công cụ dụng cụ trong cái ngành của họ đã được học. Cái thứ hai nữa là ngoài cái việc mà họ biết cách sử dụng đó thì họ còn biết được là những cái thiết bị mà họ có thể là họ làm, họ bắt gặp ở trong cái công việc của mình trong tương lai. Ít nhất là họ cũng phải biết được những cái vấn đề về cơ bản. Và cái thứ ba nữa là về cái thái độ thì mình mong muốn là cái người lao động mới ra trường á thì mình cần phải chịu khó và tích cực học hỏi những cái kiến thức mới, những cái thiết bị mới, những cái công cụ dụng cụ mới để mình biết mình áp dụng để cái công việc của mình chúng mình nó trơn tru hơn và mình thuận tiện hơn cho cái việc mình phát triển. Qua thời gian tiếp nhận học sinh của trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương đến thực tập và làm việc tại công ty của chúng tôi thì nhà trường đã tạo được cái niềm tin đối với chúng tôi và là một đối tác đáng tin cậy để cho chúng tôi tuyển dụng lao động hàng năm. Với phương châm dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nhà trường luôn chú trọng đến hoạt động hợp tác doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ với các công ty như Việt Nhật, Pepsi, VW, công ty điện lạnh Ánh Hồng. Với mối quan hệ hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, công tác này không những hỗ trợ nhà trường trong lĩnh vực đào tạo mà còn giúp giải quyết hơn 90% nhu cầu tìm việc của học sinh sau khi tốt nghiệp. Các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm và làm việc tại trường đều đánh giá cao về mô hình hoạt động đa dạng, mềm dẻo, thích ứng linh hoạt và có hiệu quả của trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương. Trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương còn là cái đôi ôm mầm tài năng nghề của thành phố cũng như cả nước với một đội ngũ chuyên gia huấn luyện kỹ năng nghề nhiều cả về số lượng và chất lượng gồm hai chuyên gia cấp thế giới ở nghề cơ điện tử và lắp cáp mạng thông tin, ba chuyên gia cấp khu vực ASEAN thuộc các nghề tự động hóa, bảo trì hệ thống cơ khí và quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin cùng nhiều chuyên gia trưởng cấp độ quốc gia tham gia tại các kỳ thi tay nghề. Kết quả kỳ thi tay nghề ASEAN gần nhất vào năm 2018 tại Bangkok, Thái Lan
đoàn chuyên gia và thí sinh của nhà trường đại diện Việt Nam tham gia đạt 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Trên tổng thành tích của đoàn Việt Nam là 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Góp phần quan trọng giúp đoàn Việt Nam đạt kết quả hạng 3 toàn đoàn. Trải qua 35 năm hội nhập và phát triển, trường đã đào tạo hàng trăm nghìn lao động kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. 90% học sinh tốt nghiệp tìm được việc làm và tự tạo việc làm. Học sinh của nhà trường đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi tay nghề cấp thành phố, quốc gia, khu vực và quốc tế. Thương hiệu trường trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ Hùng Vương trở thành một trong những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu của thành phố và cả nước, là nơi cung cấp nguồn lao động kỹ thuật cao cho các công ty, khu công nghiệp hay doanh nghiệp, và đặc biệt là địa chỉ đào tạo nghề đáng tin cậy cho thanh niên thành phố nói riêng và cả nước học tập, rèn luyện kỹ năng, tạo hành trang vững chắc cho việc lập thân, lập nghiệp, tham gia vào thị trường lao động đang hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, 35 năm hội nhập và phát triển.